Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020. Kính mời quý vị và các bạn xem bản tin Tổng thống Trump đổi giọng, lãnh đạo Việt Nam từ tồi tệ thành rất tốt. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 6 tháng 8 nói ông rất thích các lãnh đạo Việt Nam vì họ rất tốt với chúng ta. Dù hồi năm ngoái, ông gọi Việt Nam là một kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Phát biểu tại nhà máy chế tạo máy giặt của tập đoàn Vimpo ở bang Ohio vào ngày 6 tháng 8 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến việc các đối thủ cạnh tranh của công ty Mỹ chuyển dây chuyền sản xuất của họ đến Việt Nam và Thái Lan. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại nhà máy của tập đoàn Vimpo ở Cedar, Ohio vào ngày 6 tháng 8, trong đó ông nói các lãnh đạo Việt Nam rất tốt với chúng ta. Năm ngoái, ông Trump cáo buộc Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất hơn cả Trung Quốc giữa cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam lúc đó đang lợi dụng thương chiến để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Kể từ đó, chính phủ Việt Nam có nhiều nỗ lực trong việc giảm thiểu thặng dư thương mại với Mỹ, ước tính hơn 40 tỷ đô la bằng cách nhập khẩu nhiều mặt hàng của Mỹ hơn. Trong hai chuyến thăm Việt Nam vào cuối năm 2017 và đầu năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đều nhắc tới vấn đề thương mại giữa hai nước. Các chuyến thăm này mang tới các doanh nghiệp Mỹ những thỏa thuận mua hàng trị giá hàng chục tỷ đô la ký với các đối tác Việt Nam. Hơn 20 tỷ đô la hợp đồng được ký kết trong chuyến thăm của vị Tổng thống Mỹ hồi tháng 2 năm ngoái tới Hà Nội để dự cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Và chính phủ Việt Nam cũng quyết tâm hành động quyết liệt hơn trong việc chống gian lận xuất xứ hàng hóa và gian lận thương mại. Một động thái được Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh. Ông nói Thái Lan và Việt Nam hai nơi mà tôi rất thích các lãnh đạo. Ông Trump nói trong bài phát biểu tại Ohio được đăng toàn văn trên trang web của Nhà Trắng rằng họ rất tốt với chúng ta. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không đưa ra chi tiết vì sao ông thích các lãnh đạo Việt Nam và Thái Lan cũng như họ tốt với Mỹ như thế nào ngoài bài phát biểu dài khoảng một tiếng đồng hồ ở nhà máy của Vimpo. Trong đó ông đề cập đến việc các đối thủ cạnh tranh nước ngoài của tập đoàn này như Samsung và LG đã chuyển nhà máy của họ để ngăn chặn sân chơi bình đẳng và để tránh biện pháp lý chuyển sản xuất sang Thái Lan và Việt Nam. Vào hồi tháng 6 năm 2019, trước khi chỉ trích gay gắt Việt Nam về thương mại, ông gọi Việt Nam là đối tác thương mại thú dữ. Khi đưa ra những bình luận dường như là khen ngợi rằng họ đàm phán rất tốt, họ làm ăn kinh doanh rất tốt. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 26 tháng 6 năm 2019 tại Nhà Trắng đã nói Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất hơn cả Trung Quốc. Và họ có lợi dụng Hoa Kỳ hay không? Ông Trump nói vào hôm 6 tháng 8 năm 2020 khi tới thăm nhà máy Vimpo. Không nhiều lắm nữa đâu. Chuyến thăm và phát biểu tại Ohio là một phần trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Trong đó, ông tập trung vào chính sách mang việc làm trở lại nước Mỹ và giảm thiểu thặng dư thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới có quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Nhà máy của Vimpo là biểu tượng của những hy vọng về sản xuất trong nước mà ông Trump đưa ra kể từ khi chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên vào năm 2016. Trong bài phát biểu tại Ohio, ông Trump cũng hứa hẹn rằng 9 nhà máy của tập đoàn Vimpo trên toàn Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng lớn mạnh như chưa từng thấy. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã chỉ trích Việt Nam gay gắt về vấn đề thương mại, cáo buộc nước này đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Và rất nhiều công ty đang rời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc, Tổng thống đã nói. Nhắc tới việc thuế quan của ông áp lên hàng hóa Trung Quốc đang khiến các công xưởng sản xuất rời đi các nơi khác để tránh chi phí gia tăng. Và Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người, ông cũng tuyên bố khi đó. Và nói thêm rằng Việt Nam đang mua than đá từ bang West Virginia và điều này làm ông hài lòng. Hoa Kỳ đánh thuế lên tới 456% với thép nhập khẩu từ Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC vào hồi tháng 12 năm 2019 đã ra thông báo kết luận cuối cùng về việc điều tra lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp thép cán nguội CES và thép chống ăn mòn COLE của Việt Nam có nguyên liệu đầu vào từ Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. Đây là hình ảnh hàng thép cuộn xuất khẩu của Việt Nam đang bị Mỹ đánh thuế lên tới 400%. Những lô hàng thép CE và COLE xuất khẩu từ Việt Nam không chứng minh được xuất xứ của nguyên liệu thép cán nóng bị áp mức thuế lên tới 456%, tương đương với mức thuế Hoa Kỳ đang áp dụng với thép của Trung Quốc. Trước đó, Bộ Công Thương cũng đưa ra cảnh báo 12 sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị Hoa Kỳ điều tra vào quý 1 năm 2020
vì nghi ngờ gian lận xuất xứ. Cũng trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khen ngợi ông Tập và Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng đã từng rất nhiều lần khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi cuộc thương chiến lên đỉnh điểm, cũng như khi dịch cúm Vũ Hán mới bùng phát ở Trung Quốc. Hồi giữa tháng 8 năm ngoái, khi các cuộc biểu tình và đàn áp bạo lực ở Hồng Kông lên đến đỉnh cao, cũng như cuộc thương chiến đang căng thẳng, ông Trump cũng bất ngờ khen ngợi khả năng lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tin tưởng rằng ông sẽ giải quyết vấn đề Hồng Kông nhanh chóng và nhân văn. Bloomberg cũng đưa tin Tổng thống Trump đã khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo vĩ đại, người muốn giải quyết vấn đề Hồng Kông một cách nhanh chóng và nhân văn. Nội dung dòng tweet của ông Trump ghi ngày 14 tháng 8 năm 2019 viết rằng: "Tôi biết Chủ tịch Tập Cận Bình rất rõ, ông ấy là một nhà lãnh đạo vĩ đại và nhận được sự kính trọng của người dân Trung Quốc. Ông Tập còn là một người giỏi giải quyết các vấn đề khó khăn. Tôi không hề nghi ngờ rằng nếu Chủ tịch Tập muốn giải quyết vấn đề Hồng Kông nhanh chóng và nhân văn, ông ấy sẽ có thể làm được điều đó. Gặp mặt riêng chăng?" Câu hỏi được đặt ra. Và Tổng thống Mỹ cũng đã kết thúc bài đăng trên trang tweet với câu nói: "Gặp mặt riêng chăng?" mà không nói rõ liệu ông có đang đề xuất một cuộc họp thượng đỉnh với ông Tập hay không. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong một dòng tweet ngay trước đó, ông Trump đã viết rằng: "Dĩ nhiên Trung Quốc muốn ký kết một thỏa thuận thương mại. Hãy để họ làm việc nhân đạo với Hồng Kông trước." Ngoài ra, ông cũng tuyên bố rằng quyết định rời hạn áp thuế quan lên Trung Quốc cho đến tháng 12 thực chất là giúp ích cho Trung Quốc hơn nước Mỹ. Hàng triệu việc làm đang từ Trung Quốc chạy sang các quốc gia không bị áp thuế khác. Và đến cuối tháng 8 năm 2019, Tổng thống Donald Trump lại tiếp tục ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giữa lúc căng thẳng leo thang trong cuộc chiến thương mại. Ông nói rất tôn trọng việc Chủ tịch Tập Cận Bình và các đại diện của ông ấy muốn giải pháp bình tĩnh. Ấn tượng khi họ sẵn sàng xuất hiện và đưa ra những tuyên bố chính xác như vậy. Đó là lý do ông ấy là một nhà lãnh đạo vĩ đại và là đại diện cho một đất nước vĩ đại. Các cuộc đàm phán đang tiếp diễn. Tổng thống Donald Trump cũng viết trên trang tweet của mình vào hôm 26 tháng 8 năm 2019 như vậy. Ngoài những bình luận trên tweet, Tổng thống Trump cũng dành những lời khen ngợi cho Chủ tịch Trung Quốc khi ông gặp các nhà lãnh đạo G7 tại Pháp. Đây là hình ảnh dòng tweet khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được ghi vào ngày 14 tháng 8 năm 2019. Và trong tweet này, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người hết sức vĩ đại. Trong đó có đoạn họ muốn sự bình tĩnh, thẳng thắn mà nói đó là điều tuyệt vời. Một trong lý do ông ấy, Chủ tịch Tập, nhà lãnh đạo vĩ đại và một trong những lý do Trung Quốc là một đất nước vĩ đại là bởi họ hiểu cách cuộc sống vận hành như thế nào. Trung Quốc tối qua đã gọi điện cho các quan chức cấp cao của tôi và nói rằng hãy quay lại bàn đàm phán. Vì thế chúng tôi quay lại bàn đàm phán. Tổng thống Trump đã phát biểu tại Pháp vào hôm 26 tháng 8 năm 2019 như vậy. Và những tuyên bố trên của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, người dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại của Trung Quốc với Mỹ, bất ngờ dịu giọng với Washington. Ông Lưu nói rằng Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán bình tĩnh và phản đối việc hai nước leo thang căng thẳng. Ông nói, tôi có thể nói rằng chúng tôi đang có những cuộc trao đổi rất ý nghĩa. Phần lớn vì chúng tôi đang làm việc rất tốt. Trung Quốc là đất nước vĩ đại. Tôi coi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Ông Trump đã nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên lề hội nghị G7 tại Pháp như vậy. Cũng theo Tổng thống Donald Trump, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khi đó đang ở thời điểm phù hợp nhất. Khi được hỏi liệu ông có thể hoãn việc áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc hay không, Tổng thống Trump cho biết bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Ông Trump cho rằng Trung Quốc đang bị thiệt hại nặng nề và việc quay trở lại bàn đàm phán là điều nên làm. Ông nói tiếp, tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm có thỏa thuận. Họ có những chuỗi cung ứng phức tạp đến không thể tin nổi và tất cả mọi người đang rời đi, đến những nước khác bao gồm cả Mỹ. Chúng ta sắp đón rất nhiều người, ông Trump nhấn mạnh. Còn vào hôm 25 tháng 1 năm 2020, khi dịch cúm viêm phổi Vũ Hán mới bùng phát ở Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ lời khen ngợi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với những nỗ lực phản ứng nhanh chóng trước sự bùng phát dữ dội của virus corona chủng mới. Đây là hình ảnh Hoa Kỳ chính thức vượt qua ngưỡng 5 triệu người nhiễm virus corona và hơn 160.000 người chết vì viêm phổi Vũ Hán, chiếm tổng số 1/4 trên tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn thế giới. Theo thống kê của hãng Reuters được đưa ra vào ngày 8 tháng 8 năm 2020. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ đã ký 4 sắc lệnh trợ cấp cho hàng triệu người Mỹ thất nghiệp
và có thể bị trục xuất khỏi nhà. Trung Quốc đã làm việc rất tích cực để kiểm soát virus corona, mọi việc sẽ tiến triển tốt, ông Trump nói tiếp như vậy. Và Tổng thống Trump còn gửi lời cảm ơn người đồng cấp Trung Quốc vì Bắc Kinh tích cực ngăn chặn virus corona bằng việc hạn chế đi lại tại 10 thành phố với khoảng 20 triệu người dân. Washington đánh giá rất cao những nỗ lực và tính minh bạch của Bắc Kinh. Đặc biệt, thay mặt nhân dân Mỹ, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập. Vào hôm 27 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có lời khen ngợi ông Tập sau khi ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm thảo luận về sự hợp tác trong cuộc chiến chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tôi vừa có một cuộc điện đàm tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc. Chúng tôi thảo luận rất chi tiết về loại virus đang hoành hành ở nhiều nước. Trung Quốc đã trải qua nhiều khó khăn và am hiểu tường tận loại virus này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã viết trên trang tweet vào hôm 27 tháng 3 như thế. Và dòng tweet mới nhất của ông Trump thể hiện thái độ hoàn toàn trái ngược của Tổng thống Mỹ Donald Trump với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Bởi cách đó không lâu, ông từng chứng kiến Bắc Kinh phẫn nộ khi gọi virus corona là loại virus Vũ Hán. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang bước vào thời kỳ quan trọng. Ông Tập cam kết sẽ hợp tác với Washington để chống lại đại dịch viêm phổi này. Nếu chúng ta hợp tác, đôi bên sẽ cùng có lợi. Nếu chúng ta đối đầu thì cả hai đều sẽ bị thất bại, ông Tập đã nói. Hợp tác là lựa chọn chính xác. Tôi hy vọng Mỹ sẽ có những hành động thực tế. Hai nước nên tăng cường hợp tác để cùng phát triển. Đến nay thì Trung Quốc đang trở nên khốn đốn trước các đòn tấn công liên tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhiều phương diện. Thậm chí Mỹ đang muốn lôi kéo cả thế giới chống lại Trung Quốc sau những gì mà virus cúm Vũ Hán của Trung Quốc cũng như trạng thái hung hăng của đất nước này đã gây ra trong cơn đại dịch với Ấn Độ, Đài Loan cũng như các nước khác trên Biển Đông và trong đó có Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2020 với bản tin Tổng thống Donald Trump đổi giọng, lãnh đạo Việt Nam từ tồi tệ thành rất tốt. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de